Lần đầu thử ăn kem khói và cái kết bất ngờ chưa? Nếu mà nhắc đến kem khói thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc ăn kem và nhả ra khói đúng không? Bởi vì mình cũng nghĩ y chang vậy mà. Tiện đi chơi phố đi bộ thấy thì tạt vào luôn. Cái gáo dừa này là của mình mang theo nha, còn khi mua người ta sẽ đựng một cốc nhựa. Mình gọi một cốc kem khói caramel thì đây là kết quả. 40 cành mà chỉ có bỏng khói chứ không thấy viên kem nào luôn. Đừng quay được mấy phút thì cái khói này nó bay hết mọi người ạ. Cái này đúng ra thì phải gọi là bỏng khói nha. Vì mình xem clip kem khói Thái Lan là có kem thật mà. Bỏ ra 40 cành để mua một cốc bỏng khói siro caramel thì đúng là có hơi chát thật. Ăn cái bỏng này mình còn cảm thấy ngọt ngọt nhựa nhựa của đường hóa học ấy. Thôi đúng là lên phố chơi mà không than vãn gì nhiều. Nhưng mình vẫn thấy tức tức bởi vì cảm giác như mình bị lừa ấy mọi người. Đây là hình ảnh kem khó mình tưởng tượng và thực tế thì nhận được cốc này nè.